Tháng 3 năm nay là tháng 3 nóng thứ hai trên thế giới trong lịch sử. Cảnh báo được cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu thuộc Liên minh châu Âu EU công bố ngày hôm qua. Nhiệt độ trong tháng 3 vừa qua cao hơn mức trung bình ở Nam và Trung Âu. Tại phần lớn các khu vực từ Bắc Phi, Tây Nam, nước Nga, châu Á cho tới khu vực Đông Bắc của Bắc Mỹ hay là khu vực Nam Mỹ, Australia và vùng ven biển Nam Cực, thời tiết cũng ấm hơn nhiều so với mức trung bình. Dữ liệu cũng cho thấy diện tích băng tại biển Nam Cực trong tháng 3 vừa qua cũng ở mức thấp thứ hai trong hồ sơ dữ liệu vệ tinh 45 năm qua, thấp hơn mức trung bình 28%. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định biến đổi khí hậu khiến bệnh sốt xuất huyết và các căn bệnh truyền nhiễm từ muỗi lây lan với tốc độ nhanh hơn và rộng hơn, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trên toàn cầu. Theo thống kê của WHO, toàn bộ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ đối mặt với dịch sốt xuất huyết, trong đó có 100 quốc gia có dịch bệnh này đang lưu hành. Hiện các bệnh này đang bùng phát mạnh tại châu Mỹ. Vâng ạ, tại Việt Nam thì dịch sốt xuất huyết cũng đang gia tăng, đặc biệt là trong tiết trời giao mùa và nắng mưa thất thường như hiện nay. Và cách phòng bệnh tốt nhất là nên diệt muỗi, bọ gậy, dọn dẹp vệ sinh trong và xung quanh nhà và thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt ạ.